and online. Chào mừng bạn đến với channel Thân Nguyễn. Thì hôm nay cũng đã sắp đến hết năm 2018 rồi. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn có thể kiếm những đồng tiền tiêu Tết. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái trang xã hội là Xenzuu. Thì Xenzuu nó cũng giống như những cái trang xã hội như Facebook hay Twitter hay là YouTube. Đó, thì Xenzuu nó sẽ trả cho các bạn là 80% cái lợi nhuận kiếm được, chứ không phải như Facebook. Facebook thì nó sẽ không trả cho các bạn, mà nó sẽ ôm hết. Thì Facebook hiện nay cái doanh thu của nó là khoảng 100.000 đô một tháng. Thì Facebook đang xếp hạng là một trong những 6 người giàu nhất thế giới. Đó, thì những cái mạng xã hội như Twitter này, hay là YouTube, Facebook, Zalo, thì những mạng xã hội này đều không chia lợi nhuận các bạn, nhưng Xenzuu là khác. Xenzuu thì nó sẽ chia lợi nhuận là 80% từ quảng cáo, nó sẽ giữ là 20%, đó. Còn 80% là sẽ chia đều cho những người hoạt động. Thì để kiếm tiền Xenzuu, thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái tài khoản Xenzuu. Và Xenzuu như thế nào? Mình sẽ giới thiệu sơ lược về những cái này, xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết để các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản Xenzuu giúp các bạn kiếm tiền tiêu Tết. Đây Facebook, đó cũng giống tương tự Facebook thôi. Thì các bạn cũng sẽ là thích, bình luận, chia sẻ, đăng bài, post bài, đó. Thì ngoài cái giá trị mà các bạn kiếm tiền, đó cũng tương tự thấy không? Nó cũng có thích nè, comment nè, chia sẻ nè, đó. Những quảng cáo đặt bên hông. Nói chung cái giao diện cũng giống như Facebook thôi. Nhưng mà để kiếm được tiền thì các bạn sẽ đăng ký với cái đường link của người giới thiệu, thì các bạn sẽ được bảo trợ và hỗ trợ cách mà xây dựng cái hệ thống để các bạn kiếm tiền. Chứ thật sự ra thì các bạn comment share không thì mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu. Thì các bạn sẽ chú ý vào video của mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn. Đó. Thì đây là ngoại quan một cái tài khoản mình đã đăng ký ở Xenzuu. Đó, các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin khi các bạn đăng ký, sử như cài đặt tài khoản, thông tin hoặc là ảnh đại diện, riêng tư, sở thích gì đó, các bạn đầy đủ điền đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ nằm trong cái hệ thống của mình. Khi các bạn cần hỗ trợ gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đó, thì mọi người đăng ký sẽ có một cái đường link và một cái mã voucher. Thì khi các bạn nhập mã vào hay là các bạn đăng ký đường link mình thì nói chung thì mình cũng chẳng được cái gì. Đó, khi các bạn hoạt động thì mình mới được tiền. Thì để đăng ký tài khoản các bạn sẽ vào cái trình duyệt cột cốc vào là Omega, thì mình sẽ vào trình duyệt Omega đi. Các bạn sẽ gõ vào nguyenthan.com sẹt Xenzuu. Đó, bạn nên gõ ra nguyenthan.com sẹt Xenzuu thì nó sẽ ra cái giao diện đăng ký của mạng xã hội là Xenzuu. Đó, thì trình duyệt Omega này nó chạy 200. Thì cái dòng đầu tiên là cái dòng mà các bạn sẽ chọn là giới tính, thì các bạn có thể là bỏ trống chọn sao cũng được. Thì mình là một người đàn ông, mình chọn người đàn ông. Cái dòng kế tiếp là username, username là cái tên đăng nhập của các bạn á, nó cũng hiển thị với cái tài khoản của bạn. Rồi các bạn sẽ điền cái địa chỉ email của bạn vào, bạn nên điền địa chỉ email chính xác nha, và email hoạt động mới được nha. Đó, để các bạn kích hoạt tài khoản á. Rồi sau khi điền địa chỉ email xong, các bạn sẽ vào cái phần là
tiền mật khẩu đăng nhập. Thì do tiếng Việt Omega này nó không có tiếng Việt, nên khi các bạn đăng ký xong thì bạn sẽ vào chọn tiếng Việt để tại lúc mới ra là nó chưa có nhiều ngôn ngữ, nhưng mới cập nhật được cũng 5-6 ngôn ngữ gì đó, không có tiếng Việt. Rồi, đặc biệt là các bạn sẽ điền cái mã future này vào để các bạn có tiền, có 2 đô đầu tiên nha. Đó, thì mình sẽ copy cái mã của mình vào để mình dán này. Thì các bạn sẽ, cái mã này mình sẽ để dưới phần mô tả video để đừng đi đăng ký cái gì. Đó, các bạn mình nhập đúng cái mã của mình vào thì các bạn mới có 2 đô nha. Các bạn không nhập là bạn không có 2 đô đâu. Đó, thì cái mã này mình sẽ để dưới phần mô tả video, hoặc mình có thể để trên màn hình. Thì các bạn đăng ký. Rồi, sau khi điền đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ bấm vào là list account. Đó, kiểm tra lại thông tin có đúng chưa. Rồi, nếu thông tin đã đúng thì các bạn sẽ bấm vào để trở thành một cái thành viên của Xenzuu. Kiểm tra lại thông tin đầy đủ. Rồi, click vào list account. Rồi, đây là cái giao diện mà khi các bạn đăng ký, thì các bạn đăng ký với đường link của mình thì cái mình sẽ trở thành là bạn bè của bạn đầu tiên. Đó, thì bước đầu tiên là các bạn sẽ kích hoạt cái tài khoản. Thì để kích hoạt tài khoản thì bạn vào đâu? Đó, vào địa chỉ Gmail. Thì nó gửi tới một cái địa chỉ xác minh bạn đã đăng ký thành công cái tài khoản Xenzuu. Thì bạn sẽ click vào mở mail ra để kích hoạt cái tài khoản. Đó, các bạn mở mail ra thì nó sẽ gửi các bạn, thứ nhất là tên đăng nhập, thứ hai là mật khẩu, và thứ ba là cái đường link để các bạn kích hoạt. Thì bạn click vào đường link kích hoạt thì các bạn sẽ đã hoàn thành một cái bước đầu tiên. Đó, giả sử như mình là Thân Nguyễn 19 nè, bạch vật Thân 1984, và bạn click vào kích hoạt thì khi vào kích hoạt thì nó sẽ nổi vô cái dấu tích màu xanh. Đó, là bạn đã hoàn thành một cái bước đầu tiên. Rồi, các bạn sẽ điền cái bước kế tiếp là ảnh đại diện và ảnh trang. Thì ảnh đại diện tốt nhất là các bạn sẽ chọn cái ảnh của bạn thì nó sẽ chân thật hơn. Khi các bạn hoạt động xã hội kiếm tiền online thì tốt nhất mình sẽ đưa cái hình ảnh của mình lên, nó sẽ hay hơn là những cái hình ảnh avatar khác. Thì đây mình đã có ảnh sẵn nên mình sẽ lấy một cái bức ảnh. Đó, rồi các bạn sẽ bấm là sell lại nha, update lên mình phải sell lại thì mới ra ảnh nha. Đó, bấm sell. Rồi, kế tiếp các bạn sẽ bấm cái ảnh trang, ảnh bìa đó bạn. Rồi, cũng tương tự vậy, các bạn sẽ upload một hình ảnh nào đó. Đó, mình sẽ chọn những cái ảnh chung là cái thước nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ thôi. Thì chỉnh sửa ảnh thì hằng video sau mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với bạn một cái công cụ sửa online cũng rất là hay. Đó, bước này xong các bạn sẽ bấm bước kế tiếp. Nói chung các bạn sẽ hoàn thành hết những cái bước này thì các bạn mới có thể là trở thành một thành viên chính thức hoạt động tốt về thằng Xenzuu. Đó, thì cái giao diện này nó có ngôn ngữ thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt hay gì đó cho dễ nhìn. Đó,
thì cái này tiếng Anh thì nhiều khi mình không có quen lắm, cho nên mình sẽ chọn chung đi. Và sau khi mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt rồi thì mình sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trở lại. Đó, thì các bạn cũng, đây là cái fiction này là cái riêng tư các bạn. Thế là ai sẽ nhìn thấy bạn, ai sẽ nhìn thấy bạn bè của bạn, và ai sẽ nhìn thấy thông tin của bạn đó. Nói chung là gì, thì bạn sẽ vào cái trang để cài đặt cá nhân riêng đi. Đó, thì sau khi mình đã đăng ký một cái tài khoản rồi thì mình sẽ thông tin là tên họ của mình là tên gì, để sau này có vấn đề mà thanh toán tiền bạc nó cũng tiện hơn. Đó, giả sử mình bấm mình Thân Nguyễn luôn đi. Mình là tên Thân, họ Nguyễn, thì nhiều người không biết, cứ gọi mình là Nguyễn thôi, hiểu không? Rồi kế tiếp, bạn ở sẽ ở thành phố nào? Sẽ ở Bình Dương hay là mình ở Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai gì đó, tùy theo mã. Đó, thì mã Discord này các bạn sẽ gọi search trên Google. Thì bây giờ nó đã thay đổi cái mã khác rồi. Đó, tại vì số điện thoại thay đổi thì nó sẽ thay đổi một số. Thì công việc mỗi ngày là các bạn sẽ vào đăng nhập, mở ra, comment, share, like. Đó, thì cách kiếm tiền như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong những phần video sau. Đây, các bạn sẽ điền cái ngày tháng năm sinh của bạn vào. Thì birthday là gọi là sinh nhật đó, ngày tháng năm sinh đó. Thì mình cũng không biết nhiều tiếng Anh, chưa cũng học hết thôi. Cho nên giờ mình cũng không biết xài Google dịch đi. Và bạn nào có điều kiện có thể học tiếng Anh để mình sẽ kiếm tiền online nó thuận tiện hơn. Đó, thì các bạn sẽ chọn cái tiếng ngữ tiếng Việt đi để mình dễ sử dụng, tại mình người Việt Nam mà. Người Việt Nam dùng tiếng Việt hay hơn chứ, dùng tiếng Anh thì nhiều khi khó, đúng không? Đó, thì nó sẽ ra, bạn sẽ chọn cái mối quan hệ là bạn đã độc thân hay là có gia đình rồi. Đó, thì khi điền đầy đủ thông tin, rồi số điện thoại thông tin. Tại vì mình khi mình điền đầy đủ thông tin thì sẽ chính xác hơn. Sợ với mình điền không đúng thì nó sẽ đánh giá mình là amateur, hoặc là phần gato á. Rồi các bạn sẽ bổ sung thêm website nếu có. Thì cái phần website này thì mình sẽ có những video hướng dẫn các bạn cách mà tạo những website miễn phí và những website có tốn phí. Đó, tùy theo cái giao diện website. Thì mình đang làm cái quy trình video rồi, thì xong mình sẽ post lên và chia sẻ cho các bạn. Đó, mình sẽ lấy cái giao diện, lấy cái đường link của cái trang web là thannguyen.web. Tại vì cái tài khoản kia mình đã lấy cái website là nguyenthan.com rồi, thì cái trang web còn lại là thannguyen.web. Thì hiện tại mình đang có hai cái website, một website là bằng WordPress, một website là bằng blog thì bằng hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ tốn tiền mua tên miền thôi, áp vào thôi. Đó, thì các bạn sẽ chọn hình thức thanh toán, sau các bạn kiếm được tiền thì nó sẽ thanh toán cho các bạn. Ở Việt Nam mình sẽ thêm những hình thức là thanh toán qua ngân hàng, nếu các bạn có tập hãng internet banking hay gì đó, gọi là hệ thống thanh toán internet được á, thì các bạn sẽ điền vào. Còn không thì các bạn sẽ chọn PayPal rồi bạn rút tiền về Việt Nam, hoặc là bây giờ thì tốt nhất là nên chọn PayPal thì dễ hơn, tại PayPal nó dễ rút tiền. Bây giờ được, bây giờ thì các bạn sẽ bán cho những cái trang thương mại điện tử, họ mua những cái đồng tiền đó và tính một khoản phí cũng khá cao. Rồi mình sẽ chọn là PayPal.
thì đăng ký PayPal thế nào trong cái kênh Thân Nguyễn của mình cũng có những cái video để chia sẻ và cách đăng ký một cái tài khoản PayPal. Thì chắc cái video này chắc khoảng một năm trước, thì các bạn vào kênh Thân Nguyễn, các bạn vào video đó, thì các bạn kéo xuống kiếm cái cách mà đăng ký cái tài khoản PayPal như thế nào. Trước thì mình cũng đã làm một cái video chia sẻ với các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản PayPal. Thì sau khi đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ bấm vào cái sở thích của các bạn. Đây là về tôi, nghĩa là các bạn sẽ giới thiệu về bạn, bạn là cái gì, bạn là ai và bạn hoạt động thế nào, sở thích bạn là gì, bạn thích âm nhạc, thích phim hay là thích cái gì đó, thì bạn điền đầy đủ thông tin vào. Bạn điền thông tin vào. Đó. Thật sự như mình là một kỹ sư tin học, mình đang hoạt động trên lĩnh vực là kinh doanh online, sở thích của mình là xem phim hay là sở âm nhạc của mình thích là cải lương hay là gì đó đó, hoặc là bộ phim yêu thích hay là sách yêu thích hoặc là sở thích gì đó, nói chung nhân dân thì các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào để hoàn thiện hồ sơ trên mạng xã hội. Tại mình muốn kiếm tiền mình phải điền đủ thông tin chính xác đàng hoàng thì người ta sẽ không đánh dấu mình là Siban đó. Thì Xenzuu này hoạt động thì cũng từ cuối năm 2017 đầu năm 2018, thì đến nay cũng đã được khoảng hơn 10 tháng, nhưng mà cái doanh thu mà trả cho người mà sử dụng thì nó rất là tốt. Các bạn tài khoản của bạn trên 25 đô là bạn có quyền rút về PayPal và rút về ngân hàng. Nếu các bạn rút về ngân hàng thì ít quá, phí nó cao, nên tốt nhất là các bạn sẽ rút về PayPal khi mà nó trên 25 đô. Thì những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với thằng Xenzuu thế nào. Kiểm tra lại cái thông tin đăng ký tài khoản của mình đã hoàn thiện chưa. Đó, thì mình mới đăng ký thì tốt nhất là cái chế độ bạn bè, mình sẽ chọn chế độ là riêng tư đi, chỉ mình tôi đi. Khi nào mình có được một cái số bạn nhất định rồi, mình sẽ chọn chế độ công khai thì mình sẽ hay hơn trong cái lĩnh vực mà các bạn kinh doanh hay là kiếm tiền online, thì người ta không biết bạn là người mới. Đó. Đó, khi các bạn hoàn thiện hồ sơ thì có giao diện như thế này. Thì mỗi ngày các bạn sẽ mở ra và comment, share, like, chia sẻ đã. Và các bạn chưa có thể chia sẻ cái đường link của các bạn cho những người bạn của bạn thì họ đăng ký hoạt động, thì bạn sẽ hưởng được những hoa hồng thích đáng. Trong những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn kiếm hoa hồng. Thì đây là cái các bạn sẽ vào cái website nguyenthan.com và sẽ xem một cái bài viết của mình nói về cách kiếm tiền trên mạng xã hội Xenzuu này và những cái bước cơ bản để các bạn kiếm tiền. Đó. Thì website này nó cũng là rất là đơn giản thôi, dễ làm. Thì mình cũng đang xây dựng cái phương pháp để hướng dẫn các bạn cách làm website này, mình chưa công bố bởi vì mình chưa hoàn thiện xong cái bước hướng dẫn. Thì hoàn thiện xong mình sẽ chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí cách để mà các bạn làm một website đẹp lung linh thế này. Đó, những bài viết và những bài chứa quảng cáo hay là những
chung những cái bài này là những bài kiếm tiền của nó, thì bạn sẽ kéo xuống và bạn sẽ kiếm là phần này kiếm tiền của mạng xã hội, bạn click vào đó. Thì đây là cái bài post chia sẻ cơ bản về các bước để đăng ký tài khoản và kiếm tiền với Xenzuu. Nó gồm có 5 phần kiếm tiền, hoa hồng xã hội nè, hoa hồng hoạt động, hoa hồng kết bạn kết hợp và hoa hồng cây bạn bè và hoa hồng truyền thông. Thì những loại hoa hồng này mình sẽ chia sẻ các bạn trong những cái video sau. Thì video này chỉ là hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản và cách hoạt động hàng ngày thôi. Thì mỗi ngày các bạn mở ra, các bạn bấm thích hay là comment gì đó, hay chia sẻ, những bài nào hay. Nói chung các bạn tương tác nhiều á, thì Xenzuu nó sẽ trả tiền các bạn nhiều. Thì để mình sẽ lấy một cái bài, mình sẽ đăng lên cho bạn xem. Mình lấy một cái bài bán hàng đi. Thì mình sẽ soạn sẵn những cái bài bán hàng rồi. Thì mỗi ngày mình sẽ copy và mình post lên thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài là Zalo Marketing đi. Đó, mình sẽ copy cái đoạn mà cần thiết để mình post bài. Rồi các bạn vào, bạn nghĩ gì đó, bạn sẽ dán vào rồi đăng bài, đăng rất là nhanh nha các bạn. Đó, xong thì các bạn mới đăng ký tài khoản thì các bạn nên chia sẻ những cái bài viết của người khác thì sẽ hay đẹp hơn, cái nhìn mà trống quá thì cũng xấu, đúng không? Cái tài khoản thannguyen 18 mình cũng đã post cũng rất nhiều bài để chia sẻ những bài của những người khác. Thì mỗi ngày các bạn mở ra và đăng nhập vào cái Xenzuu và hoạt động thì các bạn sẽ được Xenzuu nó trả cho bạn vào ngày hôm sau. Thì chi tiết như thế nào thì cái phần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thì trong video này chuẩn giới thiệu sơ lược thôi. Khi các bạn mở Xenzuu vào thì có những quảng cáo, bạn click vào xem chút xíu đi. Thì đó là những phần và giúp Xenzuu tăng thêm một thu nhập thì Xenzuu sẽ quay lại trả tiền các bạn thôi. Nói chung cả hai cùng có lợi, chứ không phải như Facebook thì nó chỉ lấy tiền một mình thôi. Thì ngày bạn bấm vào hoa hồng nè, nó sẽ trả cho bạn, thì các bạn ít nhiều đó, không phải 1, không phải 2, không phải 3, không phải 4 gì đó. Trước nè, đó các bạn thấy chưa, hoa hồng trả đều hàng ngày. Đây là những hoa hồng mà các bạn mở hàng ngày thôi, hoặc là hoa hồng truyền thông xã hội á, hoạt động hàng ngày á. Còn hoạt động mà để thành hệ thống nữa thì những phần sau sẽ hấp dẫn hơn, kiếm tiền được. Các bạn thấy không, y gan Facebook thôi. Thì chủ đề hôm nay mình cũng sẽ tạm dừng tại đây, và trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể kiếm tiền trên mạng xã hội này. Đó, thì các bạn xem hàng ngày các bạn sẽ click vào quảng cáo Xenzuu đó, nhưng khi quảng cáo sơ nè, click vào xem thì sẽ tiền ra hơn. Thì mong các bạn giúp đỡ cho mình. Nếu bạn xem video này thì hãy bấm like, chia sẻ đến mạng xã hội và những người thân của bạn.
và đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình. Cảm ơn bạn. Xin chào tạm biệt.